Bây giờ kinh doanh mà các bạn làm được Reel và các bạn làm được TikTok, nói thật các bạn kiếm được rất nhiều tiền đấy. Còn ông nào phụ thuộc vào mỗi ad thôi thì mới khổ. Ad thì tất nhiên là vẫn phải chạy, tôi không nói không chạy, nhưng chúng ta cần phải tập trung vào nhiều cái hoạt động hơn. Ad nó là performance marketing, tạo ra hiệu quả ngay. Cái việc thứ hai các bạn cần phải làm đó chính là các bạn tập trung vào branding, tập trung vào xây dựng kênh bán hàng. Thường là trong giai đoạn là khoảng tầm 3 cho đến 6 tháng đầu tiên khi mà chúng ta khởi nghiệp hoặc là chúng ta làm bất kỳ một cái sản phẩm dịch vụ gì thì tất nhiên các bạn phải làm performance marketing rồi, tất nhiên phải chạy ad rồi. Thế thì nếu là tôi đi, trong 3 đến 6 tháng đầu tiên khởi nghiệp dự án bất kỳ, bán một cái sản phẩm dịch vụ bất kỳ, tôi sẽ dành 70% ngân sạch cho performance marketing, quảng cáo trên đa kênh, thu về data khách hàng, thu về đơn hàng, ra được doanh thu. Bởi vì phải có dòng tiền chứ, duy trì được dòng tiền để nuôi được doanh nghiệp, nuôi được bộ máy vận hành. Hoặc nếu là các bạn nào mà làm cá nhân thì phải có doanh thu, có lợi nhuận, thì không thì nản, làm sao mà muốn làm tiếp được. Nếu mà không có doanh thu lợi nhuận luôn thì đúng là sản phẩm dịch vụ các bạn là rất là khó đón nhận trên thị trường. 3-6 tháng đầu tiên là tôi sẽ tập trung vào performance marketing là 70% ngân sách. Còn 30% thì tôi sẽ tập trung vào viral content và tôi sẽ tập trung vào các hoạt động là xây kênh và branding. Giai đoạn 6 tháng đầu tiên mà tôi khởi nghiệp là tôi đã dồn 70-80% ngân sách cho performance marketing để tôi có được rất nhiều data khách hàng, danh sách những người mua hàng rồi và có thể là có được một lượng khách hàng trung thành nhất định quay lại mua hàng 2 lần trở lên. Thì lúc này tôi sẽ bắt đầu, tôi có một cái cấu trúc phân bổ nguồn lực nó sẽ rất là khác. Thay vì là 70-80% thì tôi sẽ dồn khoảng tầm 50-60% vào hoạt động performance marketing. Còn lại 30-40% là tập trung vào hoạt động branding và xây dựng kênh. Và 10% còn lại là tôi tập trung vào remarketing cho đến tệp khách hàng cũ. Thế còn giai đoạn thứ 3 là giai đoạn là khoảng 3 năm cho đến 5 năm trở lên ấy, thì lúc này tôi sẽ chơi chiến lược hoàn toàn khác. Lúc này tôi sẽ tập trung 60% vào branding, xây dựng kênh bán hàng, vào viral content, những content gọi mang tính giáo dục khách hàng, giáo dục thị trường. Và dành 20% tôi làm cái hoạt động remarketing, tôi chăm sóc khách hàng qua Zalo và tôi làm email marketing, làm rất nhiều sự kiện tri ân khách hàng nếu như tôi có điểm bán. 20% cuối cùng tôi dành cho hoạt động performance app là để chạy quảng cáo bán hàng. Thế là tôi sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, giai đoạn khởi nghiệp 3-6 tháng đầu, dồn 70% ngân sách quảng cáo để bán hàng trực tiếp, tích lũy một số lượng khách hàng mua sản phẩm dịch vụ, và 30% tập trung vào branding, tập trung vào viral content, tập trung vào xây kênh. Thế nhưng mà giai đoạn thứ hai là tôi sẽ tập trung 50-60% vào performance, và lúc này tôi sẽ dành ra khoảng 20% cho remarketing và tôi dành 20% cho branding. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn từ 3 cho 5 năm trở lên, lúc này doanh nghiệp bắt đầu trụ qua những giai đoạn khó khăn rồi đấy. Thường là khoảng tầm 3-5 năm là nhiều ông cũng dụng nhiều lắm. Thế thì sau giai đoạn 3-5 năm là bắt đầu sẽ chuyển đổi hoàn toàn khác. Lúc này tệp khách hàng cũng tương đối rồi. Lúc này tôi sẽ sử dụng hoạt động telesale này, Zalo này, remarketing này, email marketing này để tôi chăm sóc, upsell, tận dụng cái tệp đối tượng khách hàng cũ. 60% là vào branding và vào xây kênh, 20% vào những cái hoạt động đó, và 20% cuối cùng tôi dành vào performance app. Các bạn hiểu là chạy quảng cáo trên Facebook và chạy quảng cáo trên TikTok, các bạn bắt buộc các bạn phải học để các bạn có thể ra được đơn. Luôn luôn bối cảnh thay đổi, sự cạnh tranh cũng thay đổi, kinh tế cũng thay đổi, và nền tảng mới nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu các bạn chỉ tập trung vào hoạt động performance marketing, chỉ tập trung vào chạy quảng cáo bán hàng, không làm được lâu. Tất nhiên đúng là nó sẽ mang về chúng ta tiền, có thể là giúp cho chúng ta giàu trong một thời gian ngắn nếu như các bạn đi đầu một cái nền tảng nào đó. Giỏi về performance trên một nền tảng mới thì khả năng các bạn kiếm được rất nhiều tiền đấy. Thế nhưng mà thường nó chỉ được giai đoạn ngắn thôi. Thì lúc đấy chúng ta cần phải có sự chuyển dịch. Như các bạn thấy, cái mô hình bây giờ kinh doanh giờ nó thay đổi khá là nhiều. Founder bây giờ buộc phải là nhân vật thú, KOC hoặc KOL, thì cái mô hình đấy nó rất là bền vững. Các bạn để ý xem là cứ những người founder nào bây giờ mà vẫn làm KOC, vẫn làm KOL, tập trung xây kênh, tập trung xây dựng thương hiệu cá nhân, thường là đi rất là bền. Họ sẽ xây cả cái doanh nghiệp của họ, xây dựng đội nhóm của họ, công ty của họ là tập trung vào cái thương hiệu cá nhân của họ. Tất cả kênh social xoay xung quanh cái ông founder. Thay vì chúng ta đi booking KOC, KOL thì chúng ta trở thành KOC, trở thành KOL, trở thành nhân vật thu hút. Hoạt động doanh nghiệp từ cái việc là thuê người khác làm, thuê quảng cáo, mua quảng cáo hoặc là booking vân vân, chúng ta trở thành cái nhân vật thu hút luôn. Đặc biệt trong giai đoạn suy thoái này, mình nhỏ thì mình có khi là mình lại làm tốt, tại vì có nhiều người business rất là lớn, doanh nghiệp lớn thật ấy, nhưng họ không có thời gian họ làm, hoặc là họ dịch chuyển không kịp. Nhưng mình nhỏ, mình linh hoạt hơn. Doanh nghiệp phụ thuộc vào founder thì đúng, nhưng mà chúng ta phải sống trước đã, chúng ta phải thắng trước đã, và chúng ta phải hiểu là quan trọng nó là thời cuộc. Nếu các bạn chịu khó, các bạn lướt TikTok, lên Facebook, TikTok và YouTube các bạn xem ấy, thì các bạn thấy rằng quá nhiều người làm. Bây giờ họ đang dịch chuyển rồi, mà chúng ta không làm là chúng ta đang thua, chúng ta đang đi sau, thì chúng ta phải làm chứ. Không có nghĩa là chúng ta dồn toàn bộ vào. Các bạn nào mà làm doanh nghiệp, mà làm lâu rồi, thì đấy là một hướng mới các bạn nên làm. Thế nhưng mà nếu mà các bạn khởi nghiệp thì chắc chắn đấy là cái hướng các bạn phải làm, không có lựa chọn nào khác.